Ui, gió thổi mát mẻ ghê ha. Ra ngoài cặp mấy sông Tiền là lúc nào cũng vậy. Đây toàn là tre không à, quá trời vườn tre anh kia. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay cũng nhân dịp dạng như là thôi nôi của con chuột mà mới quay qua quay lại, nhớ ngày nào Missy nương mình còn mang bầu kéo lưới này nọ, quay quay lại giờ thôi nôi con chuột rồi, nhanh thiệt chứ. Thì bữa nay thì dắt chiều nè, thì mấy anh chị em đây nè, chủ yếu là mình che gạp rồi mình nấu chè đó. Thằng luôn mừng giờ quá luôn ơi, đi nấu, mình nấu chè rồi á, rồi sẵn đó nấu cháo cháo lòng đồ bạn, cũng lay ra sương sương gọi là khởi động. Thì thôi nói có heo quay đó nên tận dụng bộ đồ lòng. Ồ con chuột đang ngậm ngậm gì đây hả chọt? Quay mặt con kiếm coi, đúng kiếm mầm ơi, chọt đúng kiếm mầm ơi, ờ đúng nè chưa, đúng kiếm mầm ơi. Kem trời ơi, thôi nói lần này con chuột cô hay vợ chồng cũ sủ làm mà gọi là cũng to đùng đùng luôn á, che gạp thấy quá ấn lạnh chưa, chắc gạp này cũng ở ngoài đây nè, ngoài đầu đường nè. Sư mẫu mình ngoài vậy chăn lưới ra bạo cá ra thấy cũng có thẩm mỹ dữ ha, được không, được có chồng nữa được không, được 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 bà ngon mà hốt ông khác đi, bà không mệt mỏi với ông Hồng á. Mới gặp bà Sáu hạnh phúc mà bà Sáu hạnh phúc bà rủ bà vô, bà nói là bà bạn con cháu ngoại của bà con xin nì rồi vô không được, ở đây để cho mấy mẹ con siêu mẫu tự xử bạn vô đây hả. Ừ mẹ cô dâu mới gặp kéo bà Sáu hạnh phúc vô, bà nói bà bạn con xin nì rồi, nó để cho ổng đi chừng nào khóc rồi kêu ổng gọi gọi ra. Đây coi mấy bà nấu chè cho nước nè. Thôi nôi thì không thể nào thiếu chè cho nước. Cái gì cái gì cái gì là cái gì, tôi mới quay phim tôi mới nói ngoài đầu clip mà biết nói gì không, tôi nói là bữa nay là thôi nôi con chuột, lần sau sẽ thêm con chuột em nữa. Tới chuyện bà rồi, tới chuyện bà rồi, không bữa tôi nghe cẩu sủ nói là ta đính thêm kiếm thêm lứa con chó nữa mà, cái đó là nhân nhân để mình nấu chè cho nước á, đậu xanh đồ này nọ cắt kiểu. Đây thì mấy bà cũng đang bóp bột, thì về cho nước thì cho con lu nó bám vô tôi một cái má ơi xịn không, về cho nước thì không thể nào thiếu rần. Nghe nói năm sau cũ có sủ với tính làm căn nhà cho bà ngoại bự bự chút, lớn lớn giống như bà nữa, bằng gấp 4 lần này bà, ta ngồi ta làm ta quay phim rồi nó mới rộng gái. Tôi nghe giang hồ đồn gõ gàng đây năm sau cắt nhà, cắt nhà chà bá lửa đây, còn nước nữa không, bột này mình bóp lúc nào cũng vậy bằng tay không, không có bầu tay khó bóp lắm, bầu tay nó sạch sạch nhưng mà nó khó bóp lắm. Cái này là mấy nhân mà ba có kém nhưng màu trắng với màu gì, màu trắng với màu tím, ủa màu xanh với màu tím, màu xanh là xanh lá dứa vậy, không có màu trắng nữa, màu màu tím mà giờ sử dụng mà mày màu gì, cái trái gì, khoai lang tím. Khoai lang tím là màu tím gì đó, bông súng bông sen. Rồi nửa tháng trước đầu cũng quay thân nôi, ủa cũng căng chứ ha, cũng căng bông súng bông sen nè. Ê, tắt cái quạt. Ừ. Đây mà mặt mày trắng dở lắm. Mày chơi.
đúng ở đâu mà thằng hắn thằng đây. Bởi thấy me me liếc liếc sao còn mình có tới không ạ? Này đang vào nhân. Sao cái này mình không là đúng là đem gan trước rộng rãi ta ngồi ta làm trời. Thiệt chứ bộ. Ba không kém. Sao không để em gan trước giống là chống chảy thoáng mát ta làm. Thiệt chứ bộ. Ừ, gom gan trước kìa. Nó rộng rãi thoáng mát làm. Ở đây nó chặt chội nóng nực thế bà. Cái gì mới xin hả? Cái gì con? Rồi cho nó cháo vô luôn. Bộ lòng phải không? Bộ lòng. Nay hai chồng cũ sủ mặn đến đâu ba bốn heo quay vậy bạn. Trời ơi. Mà đừng nghe nó ba bốn con quá là trời. Giờ tao làm lớn rồi tao đãi khách nhiều tao ba bốn con bình thường. Bảy vậy? Ông ăn nổi không? Rồi tao nghe cũ sủ đó mời gần 200 mấy gần 300 thiệp đó trời. Trời ngàn thiệp á. À heo này mình đặt cho nó gọ luôn hả? Ừ, cho nó gọ. Gọ tức là em có 18 bạn lâu lâu cũng quay clip xuống ông bè à, con cá. Ông làm ở lò heo quay á. Ủa hai chọn ngon mày bè hả? Trời con ra cho cá rồi ăn mấy. Chùm trong chùm của đám nè. Cháu ngoại cốc của bà ngoại đó. Ủa con. Này khoai lang tím á, mình à, nấu xong mình dầm ra vậy nè. Nó sẽ hồi xa pha vào bột á, nó sẽ có màu tím. Mình pha vào bột vẫn là nó chưa có nổi lên hung đâu. Khi mà mình nấu á, mình nấu gần chín á, đầu nó nổi màu lên đẹp lắm. Anh quay phim lại có kinh nghiệm không mà ba? Hả? Hả? Cái này nè, hình như là nấu hồi nấu xong nó mới nổi nó màu lên nhiều quá không? Ừ, nấu lên nó mới vô. Đậm lại. Ừ, màu nó đậm lại. Mình nhậu chỗ này vừa đi, bắt đầu mình mới để khoai lang vô. Thôi bà quẩy má lại. Tắt cái thớt sắt gừng. Thôi bà quẩy. Sao xấu nữa à. Nói chung là ở đây không ai xấu chân. Không ở đây không ai xấu chân. Ai cũng đẹp chân. Bà ba bà để tôi bóp bột cho bà ba. Tắt hả? Tạm dừng hả? Vậy thôi. Tao đang quay đó. Oh, yeah. Tao lên bếp bơ bóp bột rồi đó mà con bé nó nói thôi nó bận rồi. Thôi, ở dưới bóp không đã, giờ này lên bóp nữa. Hử hử hử. Hử gì chịu nổi không? Hử hử. Vẫn chơi hoài tao bóp bột rồi kinh nghiệm đầy mình đó trời. Không ở trên đây mưa ở dưới không mưa. Hả? Ở dưới đâu có mưa đâu, thấy chúng ta chạy lên đây thì thấy ướt được chưa? Nghe cổ sủ nó hình như là cái ca nhạc này để bên đây phải? Ừ, góc đây đó. À, góc trên bên đó không ạ? Như là này cổ sủ đẩy hình như là tới 10 bàn hay phải. Mỗi lần nghe nó 8 bàn gì mà thêm bàn ấy nữa mà mày. Dạ. Cũng ra ngoài nó vậy chứ con thấy là nào giờ cổ sủ mà đám này nọ. Dạ. Chứ nào giờ thấy cổ sủ lúc nào vậy đám tiệc đám dỗ vậy bạn. Nó nói có hai bàn không ai chứ mà ai cho mà lúc mà vô tiệc gọi là 3-4 bàn 5 bàn không à. Ai mày? Bệnh gì mày? Không quá cuộc sống hay gì trời?
À rồi cái hầm cá lóc này còn ngoài nó không cũ quá ấy, bán có bán không ngoài? À ngoài bà sợ vào mùa nước lũ mà khoảng tháng nữa đỉnh điểm nước lũ sợ ở đây nó ngập nè, cá lóc nó ra lại bên đó cũng là con gạch nữa đó, mình làm 13 cũng khó lắm. Rồi sau đó cũng là con gạch, rồi phía trước này cũng là con gạch nữa nè. Tại nước mà nhiều khi nó sợ ban đêm, ban ngày thấy gì dân ban đêm tự nhiên nó văng lên đột sức á là căng lắm. Ngoại bà sợ nó ra bây giờ ngoại tính nó củ sủ bán. Dạ. Dạ, cá lóc mà nước mà nó cần nó văng lên ngập cái rồi nó phóng rồi nó lội ra đi hết. Chứ mẫu mình nãy giờ tập trung chuyên môn dữ ta. Mình phải chân bông là phải tập trung hết vào tâm trí vào bình bông. Không mọi người, con người ta mới bán bài cá hôm nay xong hết rồi đó, lại đâu khoảng mấy trăm triệu gì đó, bắt đầu khác liền à. Ít nói lại. Mua bài cá mà bà bán này bán hết chưa? Mua gì bán? Vậy bà đón chín tháng là khoảng đó rồi. Lụm tiền lụm tiền phải vậy chứ, bù lại đợt trước chứ, đợt trước siêu mẫu siêu mèo bơi bời qua lá cải đợt trước lỗ đúng rồi chứ lần này mà mùa hạ hai mẹ con siêu mẫu gia đình đi Bình Dương bắt nó tơn này chứ quá trời. Cái là hồng mà khoảng hồi lúc mà Tết đó, mấy anh chị em này bán á, ai cũng lỗ chơi. Lúc đó giá cá nó nói chung cũng không phải gọi là ra hước thấp quá, mà do thức ăn á, nó ăn dạng bị rất chấm mà. Tức là mình cho đắng cá thường thì khoảng nuôi ở đây thì mấy anh em thường tính nhau đại khái như là kiếm chung chung á, là 2 tấn thức ăn á thì là 1 tấn cá, mà lúc đó nuôi ra ở đây bè nào cũng vậy chứ rất chấm trơn luôn, mà đâm ra không có lời, ai cũng lỗ hết á. Chỉ có mấy tháng gần đây á thì mới đổ thức ăn này nọ nuôi lại mới đạt lại. Ở đây mỗi lần mà đám tiệc thấy vui à, nói chuyện gom gã vẫn vui luôn. Đám tiệc của miền Tây mà dưới quê mình mà nhà nào vậy, mỗi lần mà có đám tiệc vui lắm. Gì mình nhăn nhăn nhó nhó hoài à? Chân là cho nó giữ vàng tiền, giữ vàng là quẩy đâu, thành thành công đâu có. Cái nhân này là mình chỉ là nấu nguyên liệu là đậu xanh với đường hay là muối à? Đậu xanh để miếng muối rồi xong rồi bắt đầu mình cho đi lại cho đường muối thêm. Cái đó nhiều là ăn nó có hơi ngọt, ngọt béo. Vậy tính ra là cái nhân này nó cũng đại khái giống như cái nhân bánh ếch, bánh ếch bánh tét mà mình nhân đậu không ta? Đúng rồi đúng rồi. Cái đường rồi muối luôn có một là nhân bánh tét thì đậu như đậu bánh tét. À. Trái hồi chợ chỉ. Chị không biết là làm cho ba màu một thôi. Đó cũng có 2 viên mà cứ 3 màu. 2 viên thì 31 viên. Tôi thì nghĩ giống như là mình là 3 màu thì mình muốn 3 màu thôi, chứ đâu có biết là cũng có 2 viên đâu. Thiệt cái nào cũng hay lắm. Chứ hồi đó nèo cái đó cũng đẹp, cũng bận gì mình thấy được đẹp. Cũng đẹp cho mấy. Dạ đúng rồi. Này thì mình theo truyền thống thôi. Mình theo truyền thống. Mình nói à, ví dụ mà dò chỉ cho nó cắn cá
làm phô nôi cũng sao này kia đặng nữa làm ông này bà nọ cũng hồi xưa thời xưa nghèo muốn chết á, rồi mấy giờ người ta cũng ăn lộn này bà nội chứ có gì đâu, tại mình cúng thì truyền thống từ xưa giờ thì làm vậy thôi. Hồi đó có phô nôi để ăn gì đó, nhiều khi nấu chè bánh canh nó cúng nữa. Nghe bà cũng kém quá chị. Nghe bà cũng kém quá chị nè. Sư mẫu mà mang bao tay vô ra tay đi. Nãy giờ em la ó ông sùm hoài à, hắn chuột. Lôi đi ra ngoài coi. Ủa gió mát quá. Chọc khoái nhìn kìa. Đúng không chọc? Đây thì mấy em trai thì cũng đang che gạp luôn. Tạm gài vào mùa mưa á, bởi đám tiệc lúc nào cũng vậy, cũng phải có gạp, không gạp gì không hủng đâu. Gài mưa quá mưa luôn à. Đây mình đang sắt gừng. Gừng để hồi nóng nước đường để chè qua rồi thả gừng vô cho nó thơm. Mình nấu chè này tính ra nó cũng nhiều công đoạn lắm nha. Cái qua chế bột này không nói rồi, nhưng được không nói rồi. Ngồi xong bắt đầu mình luộc. Luộc cho nó nổi lên á. Bắt đầu mình mới vớt ra xong bắt đầu mình nấu cái nồi cái bên nồi đường với gừng nè. Cho ngọt á rồi mới thả ngược vô lại nữa. Hỏi ăn cá hô Cần Thơ đâu không thấy hả? Đi Cần Thơ rồi. Không dám đâu, giờ này hỏi gì thôi chứ giờ này bảo đảm còn đang khò á. 6 giờ gì mới thức không ạ? Biết còn hỏi nữa. Hỏi mình hỏi thử gì thôi. Ông ngồi ông quay ông rảnh. Không, mình hỏi gì mới có chuyện để nói phải không? Mà không hỏi gì sao có chuyện để nói? Vậy mới vui á. Ví dụ mình hỏi một câu nói là bảo ngủ hả gì vậy, ngắn gọn quá. Chừng nào hỏi bà thì hỏi chừng nào hấp hôn thôi. Nhi còn cô nằm không? Giờ Linh tới rồi á. Đi giấy đi em ơi, không có điện thoại gì học về là không có điện thoại liền chứ. Ê,
đi ra nó nói cô Thảo ơi, ngày mai con nghỉ. Biết luôn hả? Có ai cho nghỉ đâu. Mời ban ngày đó thôi, ban ngày có làm gì đâu, cái chiều mới đãi thì chiều đi học về rồi. Bà nội ở dưới quê bây giờ thường là khoảng 4 giờ mới đãi, tức là để người ta đi công chuyện với làm về này nọ đó rồi mới đãi, chứ không phải kiểu như hồi xưa. Hồi xưa thường thì ban cái sáng mình làm món này nọ, mình cúng kiến rồi xong phải không, thì bắt đầu mình đãi khách luôn. Còn bây giờ thấy đa số là họ sáng họ cũng làm món gì đó rồi cúng kiến xong á họ mới đãi tới chiều, chiều bắt đầu là bắt đầu họ mời khách tới luôn. Có nghe mấy xin nương nương đầu cho rạo vô ngồi bén mấy cánh mày râu đó, dắt tối cháo lòng này mình lay ra dưới đế là đúng bài. Ủa con Huệ nó có về chưa? Dạ khóa rồi má ơi. Dạ. Nó mới đi hôm qua hôm kia mà hả? Kia. Huệ, ngựa mới con ngựa hai á. Nó đi Sài Gòn mà nó đi chấp nhón đi trong ngày, nhằm khi qua hôm sau bữa nay về. Bữa nay thì lên Sài Gòn, mai về ô tùm lum tùm la. Chiều nay về. Không biết chừng nào. Bà Tư xinh đẹp giờ này bà còn nào lo nào cá mà hả trời? À bà cho mày bè cho cá ăn. Ờ đúng rồi, Missy Nương mới vô đây, bà Sương Mẫu vô mới trơn rồi. Ông mày bè để củ sủ hùng có chép cho bà Tư xinh đẹp ngoài không? Cho cá ăn ngoài. Nhìn gì mới chót. Rồi có ba ăn kìa. Ở đây thì ba có cán mới để cái khoai lang tím vô, giờ có màu lên đẹp không? Cái gì bông súng bông sen đẹp đẹp không? Quá đẹp luôn ha. Vậy gì đâu mà mần cái này thì chừng nào mần, chứ còn cái vụ kia là không nổi rồi đó. Vụ gì không nổi? Vụ gì mà ba trời ơi trời. Vụ kia đó, kia đó. Mạnh rồi, vụ kia không có sung nổi rồi. Ở mà nó mạnh chứ mạnh cái này mạnh thôi, chứ mạnh mấy cái đó không mạnh nổi. Ủa cái đó thấy nhẹ hiệu mà làm không nổi trời. Còn bà nhỏ đó nặng muốn chết mà bà làm được. Cái gì cái nổi với bà này chứ. Đó khỏe chết mà bà cũng không nổi. Bà cao cũng không nổi. Con ăn ở bên đây xong đi rồi chơi. Cắt nước chưa con nương? Ủa có hai con vịt của bà ngoại vậy? Hôm trước ở ngoài ở đây mới nuôi vịt chứ lắm, nhất là vịt xiêm á, sau này bán quýt nuôi lại rồi có còn cái vài con à, chứ hồi năm rồi bán nuôi dữ lắm nuôi luôn. Rồi Tết năm qua rồi đó, mình cũng có quay clip mấy anh em này mà kéo hầm nguyên hầm cái lóc này nè, vui quá trời vui. 7 tháng nữa giờ bán có 2 tháng được kéo rồi. Cái lóc còn lóc mình nuôi vậy nè, mình mua về á, mình gọng để khái khoảng tuần lễ á, ăn rất là ngon, thịt nó dai lắm. Giống như cái lóc đồng luôn á, còn mình mua về mà ăn liền á thì thịt nó sẽ hơi bở. Mình để lại mình gọng cả tuần lễ vậy đó, thịt bắt đầu nó săn chắc lại. Màu tím nhìn thấy đẹp chứ bộ. Mấy bột bắt đầu nó lên màu thấy đẹp. Nấu xong bắt đầu lên màu đậm nữa.
bằng lăng thì có tiếp lục bình. Ai tiếp lục bình? Lục bình. Tiếp bằng lăng tươi hơn không? Ông tại sao nãy giờ im ngu chân bà Tư vô kìa. Chưa có ăn, giờ nãy chưa có ăn. Chà, Huệ bán bè cá xong vàng đỏ dữ ha, vàng dữ ha. Hai ba vòng luôn thấy ấn lạnh chưa. Dạ ờ. Súng sao sao trả lại sao súng? Nó nói là tôi đang giá mà. Mặc cái buồn ngủ à. Mầm mới toàn lượng hai bông hới à. Mới sinh về đó. Ủa sao Nhân thấy hình như hai bên nó nhưng ở cái đó có bột hả? Quên nữa chứ. Cũng đẹp đẹp ha. Thấy cũng đẹp. Là sao không? Sao? Nói Huệ, ba mà có chết con sắm vàng cho mẹ đeo nha. Bà ông hỏi bà Thí có không? Chói có bà Thí luôn á. Vậy nó mới mua chứ đời nào mà nó mua cho tôi. Trời ơi, nha, tiền lẻ của Huệ mà gì đâu mà. Trời ơi, nhìn cái mâm nó sáng nè. Nó sáng nhìn thấy mặt bà Tư luôn trời. Thiệt. Những mà nhìn cái luôn thì hỏi tôi coi tôi quay với cái mâm mà nó chạ lên luôn kìa. Chứ nếu mà nó cắn là nào giờ lâu nó đã cắn rồi chứ dễ gì, nó chịu cắn mà bà né được tôi mới sợ á, nó cứ đặt cái hù hù luôn thiệt tịnh chứ. Luôn mà xe chạy lên ngang nó theo nó hù nó hơi sủa, nó sủa không chạy theo người ta sủa mà nó không cắn mà nó sủa mà. Giờ bắt đầu là mình dò Nhân nữa, cái này ăn thua mấy cái người nào bắt bột ban đầu nó đều cái viên chè nó sẽ tròn đều luôn à. Người đẹp là viên chè cũng đẹp à. Cao thủ không nấu chè cho nước cái quen tay ra để nhưng vô bóp 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 vô vò xong rồi ha. Con tới cháu ở trong mậu về tới con khóc luôn rồi. Bởi tao mới con đời tao đâu dám vô. Ồ nó qua nó lại tướng tính mấy đây cũng chuẩn bị tới giáp năm của ông Tư luôn hả ta? Ừ. Tháng mấy vậy? Mau ta. Ủa mấy tháng nào cũng có đó. Tháng nào cũng có tháng mà ăn chứ mà. Quay qua quay lại mới đi mau ra vậy.
chồng của bà Tư á, năm gọi mắt á, mau quay mau mau ghê không? Đi ăn trực nấu vậy. Có mình đi ăn trực ai nấu rồi. Cung rằm, rằm người ta đang cứ bên này nè. À. Bên. Trời ơi, tôi có mấy đó. Xong rồi mấy ngày tôi ăn chị Tư phải có gì á. Có con. Em còn tiền đi. Để vô vậy Tư vậy hả? Mình nghe nè, em chợ hả? Ủa vậy chị, chồng quay rồi, chợ, qua ngày sau đi chợ nào, có cái này mình nấu ngoài nó bột nó nở ra nữa. Bây giờ bắt đầu vô là mình thả vô nước sôi nữa. Nãy giờ Missy ở sao cũng nấu nước sôi nè. Kiểu mình luộc á, luộc cho viên chè nó bột nó chín nó nổi lên trên nó bắt đầu mình mới vớt ra. Tám tiện vợ dưới quê là mấy cái bếp khè này người ta cho thuê luôn, rất là tiện lợi, như mấy trăm ngàn mà siêu mẫu. Đâu có nhiêu, còn mà người ta xài 2 ngày mà có 120 ngàn. 2 ngày 120 ngàn. Một tính ra rẻ vậy không? Sẵn mà mấy bếp khè mà nấu mau lắm. Còn đó mà đó từ ngoài đó. Hai đêm á, mình có bình một có 300 mấy. Ờ, cũng rẻ thì chứ. Trời ơi, thôi nồi chỗ thấy đồ là sử dụng đồ mới không ha, mâm mới rồi đũa mới giá mới không ha. Thấy mấy cái thao này mình thấy quen không? Mấy thao này thấy mấy thao này thấy quen. Mà cái ngộ thấy mấy cái thao này mình nha, mình văng lưới sao chưa văng lưới đem vô đây nấu rồi chứ. Mấy thao lưới bao bè không? Thầy sử dụng cái thao này mình làm mấy gì tao bè giỏi tiện á. Còn mấy to luôn á, chưa sử dụng tới. Rồi giờ mình đi sắp ngồi sắp hành. Ồ, bên kia rồi cháo cũng xong rồi kìa. Cái bếp ít ra không phải gì, nhưng mà như hôm bữa nồi mua xuống nhà ba có cán nè. Trời ơi, cái nồi nhỏ xíu. Ừ, mà nó lâu nổi lên bạn, với bạn nấu cái nồi hơi nhỏ quá. Cái này mình đợi một xíu nữa bắt đầu nó nổi lên, bắt đầu mình mới vớt ra. Ở nhà bà ngoại có mấy cây trứng cá chín kìa, một thời tuổi thơ đùng đùng nè. Trâu chim trâu chảo chắc sáng nó bù lại đây dữ lắm luôn, nó ăn mấy trứng cá nè. Quả chừng trứng cá chín nè. Hồi nhỏ phái nhất đi hái mấy cái nhỏ phái nhất là đi hái mấy cái trứng cá nè, ăn. Quả vậy cây trứng cá trái nó chín rồi kìa. Thời tuổi thơ đùng đùng đó. Vậy là tính ra ngày mai là mình dắt trưa trưa mới bắt đầu mới làm một món hả? Dắt sáng đâu cần làm gì phải không? Sáng có làm gì không? Mua mới tắm xong mặt hớn hở ha. Làm được không mà hứ. Tính ra nói với thằng cũ còn Long sinh cũng đi sinh non hết trơn hả ta? Không, nó thì đủ tháng. Đủ tháng không? Đủ à, tại nó chìm. Giờ không hấp thụ lúc chị Nương mới ăn bầu vậy. Ban đầu nó bị bệnh. Nó không hấp thu qua dạng chắc dinh dưỡng nhiều bởi vì nhìn nó cũng hơi đẹp đẹp. Dạ có bầu mà chồng lên ký con có lên ký mắt. Cũng sủ lên ký à? Ừ, cũng có sủ lực đó lên ký. Lên ký lồ luôn á. Bây giờ cũng lên ký á, gần 55 rồi đó. Vậy
Vậy sao? Cứ nhậu về ăn như quỷ mà ăn mà cái tô tô. Sửa mát cho chậu mà có mát cho ừ. Là giao chủ cho tu làm cũ lên quý luôn. Giữa cơm chị biết. Bữa đó là như trong bình luận có một vài cô chú bình luận á. Con bú là nấu nhưng mà cha bú là mát. Đúng rồi, bữa đó chú nào bình luận trong clip đó. Thấy không? Đâu anh con lên ký bụng mẹ chú ký luôn. Có thằng Long hồi trước là mang bầu mấy tháng đó xem xanh đó? 8 tháng. 8 tháng hả? Tiên tháng. Bởi vì Long vậy nhìn nó cũng dạng nó cũng muốn xi xi dưỡng mà tức là cũng không hấp thụ. Không hấp thụ tôi chắc dưỡng á. Còn chỗ này mới sao này cũng tẩm dữ lắm nè bà. Ba cái sữa quá trời luôn mới sao nè. Con hai nó đi ra trước rồi theo chừng chừng. Chụp lại mẹ gà lại mẹ nương gà. ba người ba cốc cán cũng đang vớt rồi, cái viên nào nổi mình vớt ra mình để qua bên nước nguội nè. Đó nổi lên nhóc chân đó bà ba, lụm gạo nó liền. Cái này màu xanh. Xanh là dứa. Cái gì đó bông chú bông sen. Trời lâu. Đi đại con đâu ấy đâu. Lâu. Đi đâu người ta đi ngang sủa vậy chạy theo không à? Không có, nó cắn lâu rồi. Nó hù không thấy không? Nó cứ nào cắn ai đâu nào giờ. À, nó có cắn không? Tao nắm máu. Cắn được đâu? Ủa trái tim đâu mất tiêu rồi? Ngồi xuống để cứu được không? Quay trái tim rồi nãy em làm trái tim. Vậy hả? Nó mất tiêu trái tim rồi. Nó quán hồn là nó chạy à? Trái tim màu xanh. Này mình nằm mà cũng mới vô tới không? Dạ có cậu nằm á, giờ lên tới rồi, á. Ô, hai đại ca cái gì vô tới vậy? Chuẩn bị đầu chiến à. Mà nó che cái đó mưa nếu mưa tạt ngang tạt nữa tao. Kéo miếng vải lại. Mấy tháng mùa mưa này đúng là đám tiệc cũng hơi quải thì mưa gì đâu mà mấy tháng nắng khỏe an tâm. Mà vậy mà ngoại mới nói nhiều bằng khoảng bằng lúc trước. Bởi vì nó cũng nghe củ sủ nó khoảng 4 tấn. Thường gái với em củ chân đặng mất tiêu chân. Cái giờ ngày nào gái thức ăn nó phóng lên ăn với bọn ấy ớt lạnh luôn kìa. Bị nó ăn khúc lẫn à. Dạ. Ăn nó phóng lên mà nó ở ra động tĩnh rồi nó đánh mùi được rồi đó. Nó vào nó lội lại nè. Đánh mùi lại đó nó phóng lên ha. Nó ăn mạnh bạo lắm á. Sáng nước lên bao rồi. Ủa nó phóng rồi. Không mấy con vịt của ngoại cũng kinh nghiệm đầy mình á. Mấy gãy vàng lại nó hút kìa. Trời ơi, tranh giành với mấy con cá ăn tới ăn kìa. Trời ơi, nó bóng. Làm lia lịa không? Ồ ôi nè, ô ô bóng ngập quá. Cái lóc bài. Thấy nó bự quá trời bự mà bán được rồi đó. Con nào nó bành bành. Cái này vậy lên rồi. Lự lắc nửa ký cho lên mà.
Em gà nghe nói cá lóc này có giá nè, bán cũng được à. Ủa ăn thấy ham không? Không biết không, nó lộ đi vòng cố bả nó. Mình cho ăn đây mậu hay mới qua. Trời ơi, chanh chanh nữa ăn rồi. Gì đó siêu quậy siêu lục đẻ. Đúng cá lóc bài cái đó đó. Bây giờ đầu tới màu tím nhìn thấy đẹp không? Màu tím nó nổi hơn là màu xanh. Thì bà đâm thì nào nó qua à thôi. Ồ, màu là nó đẹp. Bà nói nhìn xa thì thấy mà nhìn gần không thấy. Ủa nhìn nhìn xa không thấy mà nhìn nói gì thấy. Vậy cái đó là bị cặn vậy. Cái người bà Năm ấy nói trời ơi bà nói thì sao trời. À, cái nói nhìn xa thấy nhìn gần không thấy thấy rồi. Gì? Nhìn gắn gì? Ông nói chuyện phải nghe suy nghĩ động não với ông nữa. Dặn ở đâu? Dặn ở đâu? Rồi sáng xuất cá xong mới bà bản hả? Giá kiều á hả? Như tiền cái lẩu đó thường như tiền. Hơn là một cùng bia. À, cái lẩu rắn, cái dĩa bò chiên, dưa cải, ao của đậu bào, 500. Cái lẩu rắn rắn to và lớn hả? Biết rồi nhưng mà ý nó là thịt rắn nhiều không á, khoảng tính gần khoảng chén không? Điều. Dạ. Rắn chung. Rắn chung. Quán người dân bà kẹo lý tưởng mà người dân cái chân cái phà xà đét á, phà biểu trắng á, cặp theo cái phà đó luôn á, dưới cái bờ kè dưới cái mấy sông á. Ở đầu dọn bàn ra chuẩn bị chiến đấu nè bạn ơi. Nó nói với vô công năm phải làm 1-2 ly mới vô ca chứ. Ấm lòng chiến sĩ mà. Này cậu Năm ông vô ca ông chuẩn bị đi làm. Ở đây thay nước gừng mình nấu nó sôi mà bắt đầu rồi mình để vô. Ủa, nhìn thấy bắt mắt à. Vậy là xong cái nồi chè đó. Mau ghê không? Cộng nhận gừng mình để vô mình nấu lên mình thơm. Bữa nay làm thiệt luôn hả con ạ? Bữa nay làm thiệt luôn hả? Bữa nay mà bén quá mà. Bà ấy thứ Năm ở gà giá chịu gửi bà mới chịu rồi. Không 500 thôi. Lấy 500 thôi. Cho tôi 300 tôi về tôi có nhậu. Đây mấy bà dò thêm ít chỉ dư bộ quá mình chà mình dò mấy cái gì nhỏ nhỏ làm chỉ. Vì công đoạn mình nhồi bột mình nắn chè xong hết rồi, bây giờ chỉ đợi chè nó nấu bên cái nước đường á, đợi nấu cho chín rồi xong rồi đó. Mấy cô đây dò xong hết trơn rồi. Vô trong này có sẹt, ở đây sẹt, người ta bên ta sẹt mà.
Dạ, bên xẹt, bên chẳng bên lẻ hả xẹt? Giờ mình xẹt cái này đi. Cháo lòng này phải nhậu đế mới đúng bài chứ. Ủa cái màu xanh đó như đó hả mèo? Chuẩn bị đầu tới màu tím. Bữa đó nghe nó kéo nguyên đầu quân chóc ché vô đây lên chọc nó cừ hả? Chọc dữ lắm mới cừ được nè. Chụp ngang nhìn cái góc này nó mới bự nó mới đẹp, còn bà chụp đứng cái góc này nó túm. Mà sao không? Mình thì chụp gì mà nhìn thấy bả bằng đầm đầm nó cổ cổ kiểu hà cổ chạy. Tại cái tông, cái tông này mình chọn cái màu này đặng nó hợp, nó mới phối vô cái tông nó được. Sức nãy mới giật á. Thử thử thử. Giờ tới số cây gãy luôn. Ngoài hay quá. Cho đi. Mớ cái xác rồi, cũ sủ xuống ngoài rồi. Xúc đít bè á. Đừng mớ xúc gãy giật luôn rồi. Cái giật nó rít lứ hoài con xúc vài lần hư à. Vậy mà nó chạy giật. Không hư nha. Ừ. Nó bị gãy không chứ không rách lứ phải không? Không rồi, nó biết còn xung phụ còn đi tặng hai nữa, nó này nó đâu giống nhau đâu. Ủa nằm ở nay không vô không? Có gọn nằm không? Nằm á? Vậy hả? Ông Nam, anh Nam mấy ngoại dạ. Ông bà hai nuôi cá bè mà đây mà dưới đại ca Nam á, lâu lâu mình cũng quay clip sơ á. Ông hai em lỡ ăn cơm rồi no rồi không vô được. Cái bà trời mưa này cũng hơi quái. Dứt liền. Trời tôi đô cứng khự bằng vô đây cỡ như cổ sủ như đó loại tôi. Nghe xong rồi không có chép giật mình. Mấy bà đợi nồi chè xong mới gan bạn ơi, đợi xíu nữa. Làm cho xong. Nó ngồi ăn mà. Cái nồi chè màu xanh xong rồi đó. Giờ bên đây cũng đang bắt cái nồi chè màu tím lên nè. Giờ cho cái nồi chè màu tím lên. Ồ, cái này màu xanh nè. Cái này bảy sắc cầu vồng. Bảy sắc cầu vồng luôn. Chị nè không? Ờ, để lên cái màu mè quá nó hẹn xíu nữa. Tiếm vô cho đẹp hơn, màu mè quá lá hẹ đâu hả? Ừ, đi Ngọc đồ gan, chắc đi. Đồ gan đi, để mãi ngồi không nguội à. Đi, 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 ừ, gì đó. Ba. Sư Mão con Beo ăn như đồ này ấy tranh thủ gan luôn nè. Long tiên được kìa, em xuống ăn cháo rồi lại ăn luôn kìa con. Ngồi ngồi đó chơi quẹt quẹt đi. Cái
vô kết thúc lép luôn. Thời tiết lạnh lạnh này, sương sương món cháo lòng này thôi chạy gần gần liền á. Rồi sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip 3 vui vẻ nha. Có gì hẹn cả nhà vào ngày mai ha. Sẽ phần 2 sẽ nấu nướng rồi đãi khách luôn. Văn nghệ đồ này nó cắt kiểu đà điểu rồi. Bữa nay thì chủ yếu là mình nấu chè cho nước với lại dắt chiều tối nè. Mình nấu thêm nồi cháo lòng rồi đó. Vừa để ăn, vừa ăn vừa lên ra sương sương. Rồi chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau ha.